Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, các em cùng nghe kể câu chuyện Quả trồng đậu. Các em lắng nghe cô kể chuyện nhé. Một hôm, gà trống vác một túi đậu về nhà. Túi bị thủng nên những hạt đậu rơi ra ngoài. Quả nhặt được chúng. Quả rất thích trồng cây. Thế là cậu ta bèn vùi những hạt đậu xuống đất. Chẳng bao lâu sau, những hạt đậu đã nảy mầm, mọc thành những cây đậu. Cuối cùng, những cây đậu mọc bao nhiêu là quả sum suê. Nhìn thấy thế, quả chỉ muốn nhảy lên vì vui mừng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em cũng có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!